Tim giới thiệu với mọi người, đây là vườn đào nha. Đây, những cái đào này, đây là cái bông hoa đào này. Đó, đây là bông hoa đào nha. Đây là quả đào. Và bông hoa này nó đang nở này, bông hoa nở màu sáng buổi sáng sớm này. Bông hoa thì có màu tím này. Bên trong thì màu tím đậm hơn và bên trong nữa là màu tím trắng. Và trong cái màu trắng này thì nó có thêm cái hạt của nó nữa. Đây là những quả đào non này. Những quả đào này đã được 1 tuần tuổi này. Đó, và cái vườn đầu này thì rất là tốt và có nhiều trái nhá. Đây, mọi người thấy không? Rất nhiều trái đúng không? Đó, và một cái đầu thì có thể là có rất nhiều này. Nếu cái đầu này mà nó đạt năng suất á, thì nó sẽ rất nhiều trái này. Ví dụ như cây này đã được 6 trái này. Nhưng mà nó bị éo này. Éo nên nó không đạt chất lượng vì bị rây đốt. Vì những con rây nó đốt nên là nó không đạt. Và quả cây đầu này thì có vẻ như cây đầu này đã bị lạc loài, không phải là cây đầu hạt nhỏ. Những cái cây đầu hạt nhỏ thì nó trái nó có thon hơn. Đây, những trái thon hơn. Nó không lớn bằng. Con bò này nó ăn những bông hoa này thấy thảm không? Đó, ăn những bông hoa như thế này là những quả đầu nó còn không còn cái gì nữa. Đó. À, đầu bữa nay nó đang ra trái rất nhiều nhá. Và có nhiều trái đầu thì nó đã chuyển màu rồi, có vẻ như nó đã già rồi, nó chuyển màu vàng vàng thế này là nó già rồi này. Đó, vườn đầu thì ở phía bên kia là có những hang bắp. Đó, hang bắp này, bắp rất nhiều. Và cái đầu này thì này nhìn này, bị sâu ăn này, nó thảm không, quá thảm luôn.